Xin chào tất cả mọi người nhá. Hôm nay thì thanh lý một số món đồ bãi này, cụ đồ nghề đủ loại cho bếp. Có bình tăm đựng nước rất là đẹp luôn. Cầu liêng, nồi kho cá các bác nha. Rồi, đi nhanh vào từng món nha. Ở đây mã số C1. Đây một cái súng sơn. Còn đảm bảo luôn, có bình luôn này, có bầu luôn, chắc chắn nha, made in Japan. Đầu của nó đây, một chiếc phun sơn như thế này, mã số C1, 650k, nguyên vẹn luôn, đầy đủ phụ kiện nha. Mã số C2, chiếc cần cần tay chắc chắn nha. Cái này made in Germany này, ở Đức. Trọng lượng của nó là 100 kg nha, cái này là cần 100 kg này. Mẫu này thì cũng có nhiều nhưng mà đa phần thì thấy 10 kg, 5 kg là nhiều, còn mẫu 100 kg này nó rất ít gặp nha. Gọn nhẹ, mình đi xa hoặc là lúc nào không thể vác được theo một cái cân lớn thì mình có thể cầm theo cực kỳ tiện dụng luôn. Mã số C2, 350k, cần còn mới nguyên nha. Mã số C3, bộ combo dao nhỏ rất là đẹp luôn. Răng cưa này thì cắt đâm mình cây cũng được luôn, bác nào không muốn xa răng cơ thì mình có thể mài đi, in Japan đẹp luôn. Cán này là cán giả sừng nha, bộ 7 cây như thế này, mã số C3, 150k. Mã số C4, chiếc nhiều đất này còn mới nguyên nha, chưa qua sử dụng. Có nắp này, kho cá thì tuyệt vời luôn, tem mác còn nguyên này. Thì made in Japan, hàng chuẩn của Nhật luôn nha. Này về kho cá kho thịt thì cực kỳ ok luôn, chưa qua sử dụng. Cái đường kính của nó thì chắc nó khoảng 23 cm, không chắc được mấy lít đây. Rồi mã số C4, 370k, rất là dày nha, khá dày luôn. Mã số C5, bộ dây còn hai quặn dây điện nhé, hai quặn dây điện, quặn này là khoảng tầm 6 mét nhé, 6 mét nào. Dây mười năm a, dây này 15A nhé. Quặn dây Makita này 12A, này khoảng 4 mét mấy nha các bác. Một cặp như thế này, mã số C5, 220k, thành lý luôn, dây không đứt nối gì nha, dây nguồn còn đẹp nguyên nha. Mã số C6, cây câu liêng này chặt hoặc giật móc đều được nha, dây khoảng 2 ly rưỡi, gần 3 ly nha.
cứng cáp sắc bén, đây hàng trung nha, trung xuất. Bao xài các bác luôn. Cái này cán nó dài khoảng 83 cm. Đâu? 30 khoảng 30 cm nha, cán dài khoảng 30 cm. Tổng thì nó khoảng 50 cm. Cán nó ông típ luôn. Chắc chắn bác nào muốn nó dài hơn thì mình có thể ghép thêm cành cây vào móc trên cao. Mã số C6 190k. Mã số C7 cũng một cây tương tự luôn. Đây có hình hai con rồng này. Dày khoảng 3 ly rưỡi nhá, khoảng gần 3 ly nhá. Rất là đẹp luôn. Cái cán này thì nó dài hơn, cán cứng hơn. Cái cán này của nó thì khoảng 40 cm. Hai cây thì lưỡi của nó cũng như nhau nha các bác. Đó, lưỡi như nhau nha. Đây, đây là có cái dầu nên là nó bóng thôi. In hình con rồng con phượng đây. Mã số C7 220k. Cán này thì nó cứng hơn, thấy hơn, dài hơn chút. Mã số C8 chiếc quốc chim còn rất là đẹp nha, sải lớn này, đúc nguyên khối luôn, khá nặng 2 kg mấy đó, nguyên vẹn luôn. Đây có mộc này. Đây, mã số C8 250k. Mã số C9 này cái cưa cưa mỏng, loại này nhìn nó mỏng yếu vậy thôi, thực tế ra dòng này cưa cực sắc nha các bạn, nó rất là lâu lụi, nó có hai mặt lưỡi nha, hai mặt lưỡi, một mạch lớn và một mạch nhỏ, còn mới nguyên nha, thì có mọc này, cán còn bọc cái bóng luôn này, như chưa xài luôn. Lưỡi này của nó dài khoảng 24 cm nha. Mã số C9 70k. Mã số C10 cây cưa siêu khủng, cái này dài khoảng 2,5 ly nha, khá lớn luôn, răng đợi còn nguyên nha, chưa bị sứt mẻ cái răng nào. Bác nào sẽ sử dụng thì mình có thể rũa lại lưỡi một chút. Đây có mộc này, có mộc của nó này. Và mình không xài làm lưỡi cưa thì mình có thể cắt ra làm chế làm dao làm đồ gì cũng được. Cái dòng lưỡi cưa thì thép của nó rất là cứng, sắc. Đây là chiều dài nó khoảng 40 cm này, 50 cm. Mặt ngang phần dưới này thì khoảng 20, ngoài này 20-25. Rồi, mã số C10 270k. Mã số C11 cây quốc chim ngắn nha, có cán luôn này, cán rất chắc chắn nha, cột dây luôn. Tổng chiều dài của nó là khoảng 30 cm nha, bản lưỡi ngang 7 cm, có số hiệu luôn này, khá là dày dặn nha, đúc nguyên khối luôn. Mã số C11 250k, rất là đẹp nha. Mã số C12 thì mai đào này, hơi cong cong, cái này là nó nguyên một đúc nguyên nha, đúc nguyên một khối luôn, cực kỳ là cứng cáp nha. Phần này này là người ta ghép thêm miếng thép vào, ghép thêm miếng thép vào cho nó dày, nó cứng nữa, chứ không phải là nó bị gãy đôi đâu. Cái phần này nó đằng sau này là nó vẫn nguyên một miếng nha, người ta hàn ghép cứng, khá là dài nha, dài khoảng
50 cm, 40 cm, ngang này khoảng 12 cm, khá dài luôn. Mã số C12, 280k. C13 đi xe. Cái này thì xe lớn này, tổng chiều dài nó khoảng 30 cm, này ngang này là 22 cm. Cuốc quả lưỡi xẻng của Nhật thì nó phần này của nó rất là cứng nhá, xài chỉ mòn lưỡi thôi, còn khó để mà bong cái phần nõi này, còn khá nguyên vẹn nha. Đây lưỡi giới hiệu con voi này, mã số C13, 170k. C14, một cái xẻng vuông này cũng còn khá mới nhé, người ta xài rất là dính xi. Hiệu con voi này, dấu kiểm định của Nhật này, cán thép luôn, tay cầm trợ lực cực kỳ chắc chắn nha. Này chiều dài của nó là 30 cm, ngang này khoảng 23 cm. Mã số C14, 230k. Mã số C15, cây rìu khủng nha, xài siêu lớn luôn, rất dày. Này cái kiểu chặt hay rìu bổ đây, cán còn nguyên, cán zin luôn, cán gỗ của Nhật thì cực cứng luôn, nhiều khi mình xài cẩn thận thì mòn hết mặt lưỡi rìu rồi mà cán nó chưa hư đâu, cán gỗ nó rất là chắc. Về mình lên lại một chút cho nó chắc chắn hơn. Cái này bản lưỡi ngang của nó là khoảng 13 cm, chiều là 18 cm. Mã số C15, 300k. Đây có một số cái bình tông nước đựng rượu thì giá ngoại nèo lối, có dây đeo luôn này, đeo luôn, khí lốc rất là dày nha, khá là dày dặn, cứng cáp, sạch sẽ. Hay một bình của nó khoảng 1,5 lít nha, 1,5 lít. Già luôn. Này nó làm hơi cọc cong này, mình có thể đeo nó sát vào người. Một chiếc bình như thế này 220k. Găng tay chống cắt còn nha, mới về để nha các bác. Chuyện bác nào thiếu thì có thể liên hệ lại. Trong này thì nó có một sợi thép nhỏ nhé, đảm bảo an toàn cho mình. Điều thì xài nó sẽ hơi cứng hơn bao tay bình thường một chút, xài lâu thì nó cũng quen thôi. Luôn. Cái sợi bên ngoài của nó đã bền rồi, chưa được nói đến sợi thép bên trong. Số bác nào mà làm công việc nó nguy hiểm, bất sắc nhọn thì mình có thể sử dụng, đảm bảo an toàn cho mình. Điều thì vẫn phải cẩn thận nha, không có chủ quan quá được. Va chạm mạnh thì nó cũng không thể đỡ được, không thay chống. Rồi, một đôi bao tay chống cắt như thế này 60k nha, 60k một đôi. Cưa la hẹ LS. Một chiếc như thế này 30k nha, 30k. Sạc luôn, mạch lớn này, cưa la hẹ. Cắt cành, lưỡi thép không gì nha, lưỡi thép không gì,
cán ốp gỗ vẫn chắc chắn nhá. Cá dày dặn, size lớn nhá. Chiều dài nó khoảng 21 cm. Mã số C19 260k. C20. C20, cây kéo tỉa răm. Kéo tỉa răm. Lưỡi có răng chấm trượt này. Răng chấm trượt. Còn rất là đẹp nha. Một chiếc như thế này 90k. Nó xó ruột gà. Còn một vài cái nó xả lốt cho các bác không có để trong nhà nó rơi rớt đi nó cũng phí. 30k một cái nha. Nó xó ruột gà. Mỏ lết cái size 250 nha. Rất đẹp luôn, thắng lợi chưa hư hại gì nha, khá là chắc, có độ chia rồi này, có độ chia rồi này, bọc cao su êm tải. Rồi một chiếc màu led như thế này, size nhỏ như này, C21 90k nha, 90k một chiếc. Đèn thổi tắt này thì em cũng giới thiệu ở video trước rồi. Thì mình hơi va chạm một chút là nó cũng tắt hoặc mở, hoặc là mình có thể thổi sáng, thổi là tắt. Cái này để điều chỉnh độ sáng nhá, điều chỉnh độ sáng. Sai sạc cái dòng điện thoại Samsung rồi gì đó, cục sạc điện thoại bình thường thôi, điện thì mình sạc thôi. Tắt mở này, kèm theo dây sạc của nó nhá. Một chiếc đèn thổi tắt như này 80k, 80k một chiếc nha. Đây là nhảy cắp à. Rồi, mã số C17. Chiếc rìu lưỡi hổ. Rìu lưỡi hổ. Đẹp không gì nha, khá là dày dặn. Này nó dày khoảng 7 ly nha. Khá rất đẹp luôn. Chắc chắn. Chiều dài nó khoảng 30 cm. Lưỡi ngang này là ngang là 12 cm. Có bao luôn, có bao luôn. Mã số C17 370k. C18 chiếc rũa kim cương ốp gỗ này, form vừa tay chặt. Cái chiều dài nó khoảng 15 cm nha, 15 cm. Mặt là mặt bên này mịn hơn này. 189k. C18. Mã số C22. Dao thủ công. Thể hiện con ngựa bay này. Khá là dày nhá. Dày 3,5 ly nhá, 3,5 ly. Cứng cáp luôn. Chiều dài của nó là 16 cm, 15,5 cm. Bản đây là 4/3. 4/3. Mã số C22 200k. C23 dao Sugimoto cũng còn khá đẹp nha. Gỗ chốt đồng này. Cái chiều dài của nó là 20 cm. Bản 3/5 nha. Mã số C23 390k. C24 dòng thép không gỉ cao cấp, carbon stainless steel, có lỗ chống dính, lỗ chống dính, cán đúc liền luôn, khá lớn, cầm vừa tay nhé, cực kỳ sắc bén. Cái chiều dài của nó là khoảng 16,5 cm.
bản 4,5 phân, mã số xe 24 230k, xe 25 cũng còn tương tự luôn. Này thì nó không còn lỗ chống dính, khá lớn luôn, chiều dài 16,5 cm, bản 4,5 phân, mã số xe 25 230k, xe 26 sashimi khá dày nha, dày khoảng 2 ly, có chữ này, chiều dài 20 cm, bản 2,4 phân, cán cũng còn khá đẹp luôn. Xe 26 190k, mã số xe 27, con này còn rất là mới luôn, khá là đẹp. Để máy sơ lại nha, cán còn chắc chắn, chiều dài của nó là 16,5 cm, bản là 4,3 là 4,7 nha, dày đều trong ra ngoài luôn, gần 2 ly nha, cả cứng cáp bấm thái đều được. Xe 27 190k, xe 28 còn là Nakiri, chiều dài 16,5 cm, bản 5,4 phân, bản cũng còn rất là rộng nha, dày đều từ trong ra ngoài luôn, cầm khá đầm tay, cán còn đẹp nha, để có tem mác đầy đủ này. Xe 28 200k, xe 29 thì ốp gỗ 2 chốt này, phun cán luôn, chiều dài 18 cm, bản đây là 4,5 phân, có chữ này, xe 29 190k, này về mình mài lại là sáng bóng ngay thôi. Mã số xe 30 này, chiều dài của nó là 16 cm, nhỏ, bản đây là 3 phân, lắp hai mặt chữ này đẹp luôn. Mã số xe 30 180k, xe 31 khá là dài 18 cm, bản 4,2 phân, còn khá đẹp nha, phun cán 3 chốt đồng. Xe 31 190k. Rồi, trên đây là một số món đồ ngày hôm nay. Bác nào cảm thấy món nào phù hợp với mình, xem kỹ video trước khi lựa chọn nha. Cảm ơn bác đã quan tâm theo dõi.